Chào anh chị, giờ này thì cũng hết cuối tuần rồi. Tối chủ nhật đúng không anh chị? Chúc anh chị sức khỏe. Cũng có đôi lời muốn tâm sự với anh chị thôi. Hôm nay thì chúng ta nói chuyện một cách nhẹ nhàng đúng không ạ? Cũng chẳng có gì mà to tát hết, nhưng mà hy vọng các anh chị vẫn nghe. Bởi vì biết đâu đấy các anh chị lại thích câu chuyện này thì sao? Một người thầy thuốc ấy, thì họ mong muốn là bệnh nhân của mình sẽ khỏi đúng không ạ? Còn một người thầy giáo thì họ rất là mong muốn là học trò của mình sẽ là những cái người mà thành công. Còn đối với tôi mong muốn tất cả những người mà được tôi giúp sẽ được giúp triệt để và đến cùng. Và đến thời điểm bây giờ thì tôi đã ghi nhận được rất là nhiều người, hàng trăm người. Ngày hôm nay tôi nhận được rất là nhiều món quà các anh chị, tôi cũng không muốn review, không phải riêng ngày hôm nay đâu, những ngày khác. Lâu lâu thì nước mắm đúng không ạ, lâu lâu thì những cái chai nước hoa cũng có, kể cả những cái chai thuốc bổ cũng có, rồi lâu lâu là có mật ong, rồi thêm những cái ví dụ như là sắn dây rất là nhiều. Hàng ngày tôi nhận nhiều, trước đây tôi còn review cho các anh chị xem, nhưng bây sau này thì tôi bận quá không có thời gian. Đến ngày hôm nay thì tôi lại nhận được những cái lời mà của những anh chị đang nhờ tôi và đã nhờ tôi rồi và có kết quả. Và ngày hôm nay các anh chị nhắn tin cảm ơn tôi, và tôi thực sự xúc động và rất là cảm ơn. Và tôi cũng muốn chia sẻ những cái đó cho các anh chị, tôi có thể chia sẻ cho anh chị để cho anh chị xem. Tôi có thể cho anh chị xem thế này, đây cho anh chị xem để các anh chị hiểu được. Đây là của một người nhắn tin cho tôi này. Bạn này thì bạn nhờ tôi xử lý về vấn đề app các anh chị ạ. Xử lý về vấn đề app thì bây giờ xử lý xong rồi. Bạn này có cảm ơn tôi rất là nhiều. Cảm ơn này, cảm ơn anh nhiều lắm, không biết nói gì hơn. Không không có anh chắc em luẩn quẩn nghĩ quẩn, trượt dài không lối thoát. Nợ chồng nợ làm bao nhiêu cũng không đủ trả nợ. Giờ rút ra được app, yên ổn tâm trí làm việc. Tôi cũng cho cái chị này coi một cái tin nhắn mà của người khác vừa nhắn tin cho tôi ngày hôm qua. Đây, bạn này nhắn này là: báo anh một tin vui nữa, cả hai vợ chồng em đều xin được việc làm rồi nhé. Hai vợ chồng xác định mục tiêu 4 năm cày trả nợ, hi hi. Trong đó, trong cái khó ló cái may, một gặp anh Hùng, gặp được anh Hùng. Hai là tìm được việc làm, thật là may mắn. Đây, tôi còn nhắn hai vợ chồng này này: sau lưng của hai vợ chồng có bên mình, nên cần gì, gặp vấn đề gì cứ nhắn. Bà này nói là: vâng, em cảm ơn anh nhiều. Mai vợ chồng em cùng đi làm với con người mới, tâm thế mới. Và mới là nhờ tâm thế mới là nhờ ân nhân của mình. Những người nông dân bọn em không biết diễn tả tình cảm sao để cho đầy đủ, chỉ biết nói lời cảm ơn. Lời cảm ơn. Thôi anh, đời người còn dài, cần phải chứng minh thực tế thôi anh ạ. Chắc chắn sẽ vượt qua được những khó khăn trước mắt, chắc chắn vậy. Cảm ơn anh. Đây là những cái lời của những cái bạn này nhắn thực tế cho tôi. Thì tôi cũng cũng rảnh, hôm nay rảnh chia sẻ đây. Tôi chia sẻ nốt cái lời của bạn này nhắn này. Xã hội giờ người dám đứng lên vì công lý, vì người nghèo mà giúp như anh, không có mấy người dám nghĩ, dám làm như anh. Tôi cũng nhắn với bạn này là hiện tại bọn app đang điên anh lắm rồi, nên anh cũng đang củng cố thêm cho mình. Em rất khâm phục, mong nhiều người sẽ biết đến anh nhiều hơn để được anh giúp đỡ đúng không ạ? Đấy. Mọi người sẽ đứng về phía anh vì điều anh làm đúng đắn, những việc anh làm đều lựa chọn đều chắt lọc. Dạ em hỏi anh tí, giờ em có phải nhờ người đứng tên sim những cái này thì những cái bạn này thì À, những bạn này thì bạn vẫn đang còn lo lắng. Thực ra tôi xử lý xong hết rồi, nhưng mà các bạn vẫn đang còn lo lắng ha. Thì không vấn đề gì, lát nữa tôi sẽ vào tôi trả lời. Thì thưa các anh chị các bạn, trong cuộc sống thì đôi khi chúng ta gặp rất là nhiều bế tắc. Tuy nhiên tôi muốn các anh chị nhận rõ ra một cái vấn đề thế này, là bản thân của chúng ta phải xác định được là phải biết dừng dừng lại đúng lúc lúc. Có nhiều người tìm đến tôi thì đã bán hết tài sản rồi, chẳng còn gì. Sau khi tôi giúp thì cũng chỉ một phần nào đấy nữa thôi. Còn có những người mới bị tìm đến thì rất là may mắn đúng không ạ?
Giống những người này đây, những anh chị này thì đang đi đến giữa đường rồi. May mắn, cũng may mắn là gặp tôi. Và tôi cũng rất là vui mừng vì tôi đang làm một cái công việc mà tôi nghĩ rằng là nó mang ích cho xã hội. Thực tế tôi không cho tiền các anh chị được, nhưng tôi sẽ cho những anh chị những cái phương án, những cái phương pháp, và cho những anh chị những cái mà người khác không cho được. Bản thân tôi làm đến bây giờ nhiều lúc tôi cũng không biết là mình đang làm gì, có đi đúng đường hay không, nhưng thông qua những cái chia sẻ, những cái phản hồi thế này, và tôi biết mình vẫn đang đi làm đúng. Tôi biết mình vẫn đang đúng. Và tôi sẽ cố gắng ở cái con đường này cho đến khi nào các bạn, các anh chị không còn cần tôi nữa. Cho đến khi nào các anh chị cảm thấy là xã hội này đã quá ok rồi, không cần đến Triệu Quang Hùng nữa, thì chắc chắn là tôi sẽ dừng các anh chị. Và hy vọng là các anh chị coi video của tôi, các anh chị cũng chia sẻ những video này để cho nhiều người biết hơn, để cho nhiều người họ không bị lừa nữa. Bởi vì hiện tại tội phạm lừa đảo quá nhiều. Xung quanh của các bạn hầu hết toàn là những người sẽ lừa bạn thôi. Tôi nói luôn, không phải nói xấu, kể cả những người bạn bè của bạn. Bạn chỉ cần chạy hướng thôi là người ta sẵn sàng lừa bạn ngay. Rất nguy hiểm. Các bạn phải hiểu là bùa vây xung quanh của các anh chị toàn là rủi ro hết. Bùa vây toàn là rủi ro. Các anh chị phải nhận định đúng, làm đúng, kết quả sẽ đúng. Tôi hay nói điều đó. Và phải thể hiện được cái bản lĩnh mình ở trong cuộc sống. Tôi không phải là triết gia, tôi cũng không phải là một người nào mà đào tạo về những cái vấn đề này kia, nên là tôi nói chuyện nhiều khi nó lắp bắp. Khi mà nói đúng câu chuyện của tôi ấy, câu chuyện mà liên quan đến mảng tài chính, liên quan đến cái mảng luật ấy, thì tôi nói rất là cứng. Nhưng mà để chia sẻ một cái tấm lòng của ai đó, để chia sẻ một cái việc của ai đó, thì tôi thực sự là rất là khó trong cái việc mà truyền đạt đó. Bởi vì đôi khi các bạn coi vào, các bạn bảo ồ nhìn cái ông Hùng, ông tự khen mình kìa. Không phải đâu các bạn. Tôi muốn cho các bạn biết được rằng cái việc mà khi các bạn nhận lại được là cái gì? Là sự cảm ơn của mọi người. Là sự cảm ơn của mọi người. Còn cái mà tại sao tôi lại làm, bởi vì thực sự tôi rất là thích cái cảm giác mà được mọi người cảm ơn các anh chị. Tôi cực kỳ thích cái cảm giác được mọi người cảm ơn. Và tôi rất là thích cái cảm giác đấy. Tôi không hiểu sao. Tôi hay nói với mọi người là bản chất con người không ai tốt, không ai xấu, giống nhau cả. Nếu như hôm nay bạn là người xấu, tự nhiên ngày mai có người khen bạn tốt, sau đấy là bạn làm thêm việc tốt và được khen, và cuối cùng tự nhiên bạn tốt hồi nào không biết. Bản chất của tôi ngày xưa đâu có tốt thế này, tôi nói thật sự. Ngày xưa tôi không tốt, nhưng mà sau đấy tôi làm được nhiều việc tốt, rồi các bạn cứ khen tôi tốt, và cuối cùng bắt buộc tôi phải tốt. Bắt buộc các anh chị ạ, bắt buộc tôi phải tốt, và cuối cùng tôi trở thành tốt. Còn nếu như các bạn cứ hình dung đi, các bạn đang là người tốt, các bạn đang là người tốt nhá, tự nhiên có người cứ chê bạn xấu, và cuối cùng các bạn phải xấu đấy ạ. Các bạn sẽ xấu, bởi vì là bạn có làm việc tốt, người ta cũng nói xấu, thì thôi làm xấu luôn đi. Các bạn hiểu câu chuyện không ạ? Khi bạn đang xấu thì tự nhiên có người ta khen. Đó là lý do tại sao ở xã hội ngoài kia lại có những người này người kia. Nên là trong cái cách nói chuyện, cách truyền tải, cách gặp ai đấy, các bạn có thể dìu một đứa trẻ trở thành người tốt, và cũng có thể dìu một đứa trẻ trở thành người xấu. Đó là lý do tại sao ngày xưa khi mà thầy giáo hay khen ấy, à em à, cô thấy, thầy thấy em làm như thế là được rồi, nhưng nên làm như thế này này thì sẽ tốt hơn nhá. Một lời nói thôi. Còn lúc đấy vào mà chỉ trích nó, mày chỉ là thằng ngu, mày chỉ là thằng ngốc, mày không làm gì được cho đời, thế là nó trở thành một đứa trẻ hư ngay. Câu chuyện thì còn nhiều, hôm nay tôi chỉ chia sẻ như thế thôi. Để chốt lại vấn đề hiện tại về vấn đề công ty tài chính ấy, thì các anh chị, tôi đã nói với anh chị khá là nhiều đúng không ạ? Anh chị đang nợ, viết đơn và gửi đi. Cái thứ hai nữa là nếu mà các anh chị nợ app thì anh chị cứ vui lòng gọi cho tôi 0833014014. Tất cả đều phải có một cái giá gì đó để tiếp xúc đúng không ạ? Tôi đã nói với anh chị rồi. Cái số của tôi thì có hai cái, một là 1900 4686 miễn phí, còn 0833014014 các anh chị gọi vào là có phí, nhưng phí của anh chị giá trị, rất giá trị. Rồi các anh chị sẽ thấy nó sẽ giúp cho anh chị cứu cả một mạng người, cứu cả anh chị, cứu cả một đống tiền của anh chị. Tôi cam kết tôi làm được điều đấy. Thì thôi, hôm nay tôi cũng nói nhẹ nhàng như thế thôi. Sáng nay tôi cũng trả lời câu hỏi là vừa rồi các bạn nói là sao anh Hùng không thấy phản hồi đơn từ gì của các cái đơn vị tài chính, thì tôi đã báo với anh chị rồi. Toàn bộ đơn của các anh chị đã được gửi đi. Những anh chị nào gọi về số 1900 4686 đều được gửi đi hết rồi. Và các anh chị lưu ý là để ý máy điện thoại, công ty tài chính sẽ gọi về cho anh chị đấy nhá. Rồi, một lần nữa cảm ơn các anh chị. Tôi xin phép dừng video ở đây. Hôm nay cuối tuần thì chúc anh chị ngày mai đầu tuần thứ hai có nhiều sức khỏe và nhiều thắng lợi mới. Chúc anh chị có được nhiều công việc, nhiều may mắn và nhiều tài, nhiều lộc, nhiều tiền.
đúng không ạ? Rồi, xin chào mọi người. Hồng xin phép hẹn các anh chị ở video khác nhé. Xin chào và tạm biệt ạ. Nếu thấy video hữu ích, anh chị vui lòng chia sẻ cho tôi. Và rất mong được anh chị tiếp tục ủng hộ trong thời gian tới. Cảm ơn anh chị đã bớt chút thời gian để coi video vừa rồi. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn anh chị. Chúc anh chị sức khỏe.